chương 951, ngày cũ chi đỏ. Tại dừng lại trong nháy mắt đằng sau, băng chó hết sức chăm chú mở miệng nói ra. Ngươi phải cẩn thận Hồng Nguyệt cơ. Có ý tứ gì? Bạch Tiểu Sương sắc mặt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi nói là hắn đang lợi dụng ta sao? Vấn đề này ta vẫn là biết đến, nhưng là chúng ta cũng sớm đã đã đạt thành tương ứng hiệp ước, chẳng qua là theo như nhu cầu thôi. Nếu như nói là muốn lợi dụng, như vậy vừa rồi thời điểm ta cũng là đang lợi dụng ngươi, ngươi tự hồ không biết rõ ta muốn nói cho ngươi cũng không phải là điểm này. Băng chó nhàn nhạt mở miệng. Hồng Nguyệt cơ nữ nhân kia, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi ôm nhu như vậy, cũng không phải là một cái người có thể tin được, ngươi phải biết tại trước ngươi thời điểm, tất cả người hậu tuyển bên trong, ta duy nhất để ý một cái đối thủ cạnh tranh chính là Hồng Nguyệt cơ, xác thực thời điểm, ta đã đối với Hồng Nguyệt cơ cảm giác tồn tại cảm giác đến một tia sợ hãi. Dù là bây giờ xích gia đã phi thường yếu ớt, nhưng là một khi bị nữ nhân kia làm đời tiếp theo chủ nhân lời nói, như vậy sợ rằng sẽ sẽ không lại tồn tại xích gia, từ rất nhiều năm trước ta liền đã biết một việc, Hồng Nguyệt cơ căn bản chính là một con quái vật. Nói như vậy có chút quá phận đi. Bạch Tiểu Sương hơi nhướng mày, Hồng Nguyệt cơ tỷ tỷ, chẳng lẽ nói thật là đáng sợ như vậy người sao? Xem ra ngươi tự hồ không biết một việc, tại sư phụ của ta trước đó, đã từng trưởng thống giả là Hồng Nguyệt cơ phụ thân. google com vh Phung Display, DV, cờ, act, Bạch Tiểu Sương kinh ngạc không sai, liền như là người đoán trước bên trong một dạng hồng nguyệt cơ là có chứa chính thống quyền kế thừa người. tại rất nhiều năm trước thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy hồng nguyệt cơ đều nhất định muốn cung cung kính kính hoặc là nói gọi nàng xích nguyệt cơ. băng chó cúi đầu xuống nhẹ giọng mở miệng nói, tại trước đây thật lâu thời điểm hắn liền đã biểu hiện ra cùng ta không giống với địa phương, cho tới nay đều là một cái phi thường bình tĩnh tính cách. thời điểm trước kia băng chó bọn hắn hay là tiểu hài tử thời điểm đều một mực đi theo hồng nguyệt cơ, phi thường khát vọng có thể cùng hồng nguyệt cơ trở thành bằng hữu nhưng là cái kia cao quý nữ hài tự hồ cho tới bây giờ liền không có để ý qua bọn hắn tự như một cái huyễn ảnh bình thường xa xôi loại này phi thường mỹ hảo ảo giác một mực tiếp tục đến rất nhiều năm trước xích gia phạm vào một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng dẫn đến huyền chi giới đối với xích chi giới triển khai một trận phi thường khủng bố trấn áp toàn cả gia tộc bên trong tất cả mọi người đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày mà vào lúc đó hồng nguyệt cơ tự tay giết cơ hờ kết phụ thân của mình gia nhập trung ương tình báo bộ băng chó nhẹ giọng mở miệng nói sau cùng kết cục kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, lấy trưởng khống giả tử vong làm đại giá, đổi lấy xích gia thở dốc cơ hội, về sau băng chó sư phụ tiền nhiệm, bắt đầu thu thập cái này một cái tàn cuộc bình thường cục diện. Về sau, Hồng Nguyệt cơ liền tựa như bình thường bình thường về tới trong gia tộc, giống như cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua kiện kia chuyện kinh khủng một dạng, nhưng là trên thực tế lại có ai biết Hồng Nguyệt cơ đầu óc đến cùng đang suy nghĩ gì, cho nên nói hắn căn bản cũng không có thể tính làm một cái minh hữu, ngươi cần vì chính mình suy nghĩ kỹ càng. Bạch Tiểu Sương trong ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt cái này cũng có chút quá tàn nhẫn đi. Đúng thế, giết cơ hờ, tết phụ thân của mình. Không, ý của ta là, Hồng Nguyệt cơ tỷ tỷ nhất định so tất cả mọi người càng khó xử qua, dù sao đây chính là cha ruột của nàng, lại vì gia tộc và thế giới tồn vong bị ép động thủ, làm con tin gia nhập trung ương tình báo bộ, đây mới là tàn nhẫn nguyên nhân chỗ. Băng chó trầm mặt một chút, nhìn chăm chú lên một cái kia ngây thơ ánh mắt. Xem ra bất luận ta nói thêm gì nữa, ngươi cũng sẽ không lại cải biến ý nghĩ. Không sai, như là đã đều ước định cẩn thận, như vậy ta liền sẽ tuân thủ lời hứa, đây cũng là sư phụ một mực dạy ta sự tình, mà lại ta cảm thấy bất luận chuyện gì phát sinh, thanh thần ca ca đều nhất định sẽ không đem ta vứt xuống, nếu như hắn tại, ta liền tràn đầy cảm giác an toàn. Bạch Tiểu Sương ánh mắt nhìn gặp đang chiến đấu trên trận bóng người kia, trong ánh mắt tràn đầy an tâm cảm giác, lộ ra một cổ trước nay chưa có tín nhiệm. Chỉ cần có thanh thần tại, như vậy hết thảy phản phất cũng sẽ không e sợ. Băng chó trầm mặt một chút, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra, như vậy, ngay tại trên chiến trường nhất quyết thắng bại đi, Bạch Tiểu Sương. Tại tạm biệt đằng sau, băng chó nhìn về phía mình địch nhân, lập tức quay người rời đi. Ngươi không có chuyện gì chứ. Tiêu giật mang theo Bạch Tiểu Sương rời đi đấu võ trường, cảm giác mình bên người thiếu nữ, có chút lo lắng dáng vẻ. Băng chó cùng ta giảng rất nhiều có quan hệ hồng nguyệt cơ tỷ tỷ sự tình, không biết phải nói như thế nào, nhưng là đều cảm giác mọi người tốt khó nha. Người muốn sống thật tốt sống sót, như vậy đều tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tiêu giật cười nhạt một tiếng nhưng là, trong cuộc sống cuối cùng có ánh sáng. Đúng thế, nói đến, băng chó muốn để cho chúng ta rời khỏi đấu võ đại hội, nhưng là cuối cùng ta không có đáp ứng. Không quan trọng, vô luận ngươi muốn làm gì sự tình, ta đều có thể đáp ứng, lười nhắc lại ứng phó trận này vòng xoáy lời nói, vậy chúng ta liền có thể rời đi, dù là không dựa vào gia tộc này, sau lưng ta thế lực cũng có biện pháp có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề. Tiêu giật nhếch miệng lên. Tiêu chi giới, hiện tại ngay tại một chút xíu trở nên thành thục, đối với bạch tiểu sương vấn đề, đồng dạng có một chút phương pháp giải quyết, khả năng không có xích vết tích dùng tốt, nhưng là cũng có được nhất định biện pháp giải quyết. Mà lại, ở sau lưng cho Hồng Nguyệt cơ đâm một đao, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật kích thích. Mặc dù, lấy tính cách của mình, đại khái chính là làm không được loại chuyện này. Mà lại, đến lúc đó sẽ còn bị Trung ương ngành tình báo, an bài mới làm việc. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được thở dài một hơi. Bạch Tiểu Sương có chút ấy nấy mở miệng nói, thanh thần ca ca, kỳ thật ngươi không cần thiết vì ta làm nhiều như vậy, ngươi có thể giúp ta rất nhiều ta liền đã phi thường cảm kích ta cũng biết trận này vòng xoáy trên thực tế vô cùng phiền phức mà lại cũng có được rất nhiều khủng bố đối thủ ngươi cũng sẽ vô cùng nguy hiểm ngươi suy nghĩ nhiều tiêu giật đánh gãy bạch tiểu sương lời nói ngươi kỳ thật không cần nghĩ quá nhiều ta ngay từ đầu chính là ngẫu nhiên gặp được ngươi thôi mà lại muốn làm gì đều là chính ta tự nguyện sự tình cho dù là đổi lại người khác chỉ sợ ta cũng sẽ có bộ dạng như này làm là như thế này nha bạch tiểu sương trong ánh mắt lóe ánh sáng trạch mở miệng nói đã như vậy lời nói như vậy ta vẫn là quyết định muốn tiếp tục xuống dưới vậy liền tiếp tục nữa tiêu giật cười nhạt một tiếng nói đến ngày mai thời điểm muốn hay không cùng đi ra đi dạo một vòng xích chi phủ lớn như vậy cho tới bây giờ không có hảo hảo đi dạo một lần đâu có thể chứ bạch tiểu sương trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi đương nhiên là có thể ta biết xích chi phủ có một cái rất không tệ địa phương ngày mai cùng đi chứ thế là tại trận thứ hai quyết đấu lúc kết thúc hai người đã đạt thành một cái mới ước định hướng về, tương lai ánh sáng. Chương 952, 12 sừng. Thanh thần ca ca, ngươi nhanh nếm thử, cái này ăn ngon ai? Thanh thần ca ca, ngươi nhìn đó là cái gì chim? Thanh thần ca ca, cái kia cầm kiếm tỷ tỷ xem thật kỹ. Một buổi sáng sớm, tiêu giật liền mang theo bạch tiểu sương đi vào xích chi phủ phố xá sầm quốc, ở trong đó không ít tiểu thang tiểu phiến bên trong bắt đầu đi dạo. Xích chi phủ, mặc dù nói làm thập đại thế giới chủ thành, nhưng là trong đó có phi thường phồn hoa cảnh tượng. Mà lại, còn có đông đảo có thể du ngoạn khu vực nổi danh nhất một cái khu vực một trong chính là xích chi phủ thuyền hoa khu vực trong đó có phi thường lớn số lượng du thuyền mà lại tại trung tâm nhất một vị trí liền có một cái phi thường khổng lồ du thuyền trong đó lộ ra được các loại tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật bạch tiểu sương trên đường đi đơn giản chính là cãi nhau nhưng là đối với tiểu cô nương này tiêu dật một mực duy trì một cái cưng chiều thái độ dù sao tiểu hài tử này bình thường tiểu nữ hài nhi nhìn đặc biệt giống tuyết tiểu linh cũng không biết hiện tại tuyết tiểu linh đã thế nào? Thanh thần ca ca, ngươi xem chúng ta đã đến cái kia trung tâm nhất thuyền hoa, chúng ta tiến nhanh đi xem một chút đi. Bạch tiểu sương mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, thật chặt nhìn chăm chú lên phía trước một cái lớn vô cùng du thuyền, kéo chặt tiêu giật quần áo. Tốt! Tiêu giật cười nhạt một tiếng. Googletac.com.vush, Phung Tiôn. Googletac Display, DV, GPR, bốn không. Nương theo lấy hai người đi vào, phía ngoài cửa lớn ầm vang liếu lo bế. Lần này, dựa theo chúng ta cố chủ yêu cầu đến xem lời nói, tự hồ không có yêu cầu giết người, cho nên nói chỉ cần đem cô bé kia mang đi là có thể, các ngươi tuyệt đối không nên lầm mục tiêu. Trong hắc ám, một lão giả nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bao quanh phía trước 11 tên người áo đen. Còn có, cái kia thanh thần tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối không nên phức tạp, không nên cùng hắn tiến hành chiến đấu, có thể đem nữ hài nhi kia mang đi liền cưỡng ép mang đi, tuyệt đối không nên cùng hắn phát sinh quá mức quy mô lớn chiến đấu, mà lại nơi này rất có thể sẽ kinh động xích chi phủ quân coi giữ, điểm này các ngươi ngàn vạn phải chú ý. Lần này, là chúng ta 12 sừng trọng đại hành động, không có khả năng cho phép thất bại. Số 2, đồ vật đều đã chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, chúng ta trận pháp đã trải hoàn tất, chỉ cần bọn hắn có thể đi vào bẫy rập trong khu vực, như vậy chúng ta tùy thời có thể lấy tiến hành hành động, mà lại có thể bảo đảm trong thời gian ngắn sẽ không bị ngoại giới người tu luyện phát hiện, thần chí cao phía dưới không có vấn đề gì. Tốt. Lão giả nghiêm túc gật gật đầu, mở miệng nói. Như vậy các ngươi sau đó đừng lại xuất hiện bất kỳ vấn đề, nhất là phụ trách duy trì trận pháp người, đều hiểu sao. Lập tức, chung quanh 11 tên người áo đen, toàn bộ đều phi thường thuận theo gật đầu. Hai vị khách quan, mời tới bên này. Mới vừa tiến vào thuyền hoa. Liền có một cái nữ nhân váy đỏ mang theo vẻ tươi cười, kéo lại bạch tiểu sương tay nhỏ. Chúng ta nơi này có một cái rất đặc biệt khu vực, hôm nay vừa mới mở ra, hai vị có hứng thú không bằng tới đi dạo một vòng. Mà lại, có rất nhiều đều là ma hóa giả tác phẩm, các vị đáng thương một cái đi. Trong lúc lơ đảng, nữ nhân váy đỏ lộ ra trên cánh tay mình một chút màu tím đen đường vân, nhìn tràn đầy ma hóa giả đặc thù. Tiêu giật hơi nhướng mày, trong lúc mơ hồ đã nhận ra một tia không đối. Bạch Tiểu Sương kéo một chút tiêu giật quần áo mở miệng nói. Thanh thần ca ca. Chúng ta có thể đi sao? Ngươi muốn đi dạo cái này sao? Không sai, ta muốn đi xem bọn họ một chút tác phẩm. Tiêu giật gật gật đầu, ngay sau đó nhìn thoáng qua nữ nhân váy đỏ. Cho nên nói, tại sao phải tìm tới chúng ta, rõ ràng ở bên kia có rất nhiều du khách. Cái này. Nữ nhân váy đỏ thở dài một hơi, khóc mắt có chút hồng nhuận phân phớt. Bởi vì, ta có thể cảm giác được nữ hài này trên thân, cũng có được ma hóa giả khí tức, chúng ta đều là đồng bào, không phải sao. Nếu như đối với các ngươi tạo thành cái gì không tiện lời nói, như vậy thật sự là phi thường thật có lỗi. Tiêu giật gật gật đầu lý do này ngược lại là phi thường phù hợp. Đáng tiếc. Cuối cùng, tiêu giật mang theo bạch tiểu sương đi hướng khu vực kia vị trí. Tại hai người sau khi tiến vào, nữ nhân váy đỏ khóe miệng nhếch lên một vòng dáng tươi cười. Nàng là 12 sừng, số 2. Trước đó thời điểm, đã từng điều TRA qua hai người tình báo. Trong đó, thanh thần tình báo không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể xuất hiện. Nhưng là, trong đó bạch tiểu sương tình báo, nhưng lại có nhất định tính nhắm vào. Đó chính là, Bạch Tiểu Sương là một cái ma hóa giả. Trên thực tế đây chính là nữ hài này nhược điểm, chỉ cần nhằm vào hắn nhược điểm này, liền có thể thiết trí đi ra tương ứng bẫy rập. Mà lại, cũng có thể phi thường tốt đẹp che giấu đi thân phận của mình, từ đó dẫn dụ hai người tiến vào bọn hắn chỗ không biết trong cạm bẫy. Bằng không mà nói, bọn hắn hết lần này tới lần khác mời hai người kia, mà không mời người khác hành vi chẳng mấy chốc sẽ bị nhìn đi ra. Tại cái này một cái trong thuyền hoa, tràn đầy hắc ám cảnh tượng. Tiêu Dật cầm thật chặt Bạch Tiểu Sương tay, cảm giác được một loại này âm trầm khí tức, tự hồ có chút không thích hợp. Mà lại từ lúc mới bắt đầu thời điểm, hắn liền đã cảm thấy một loại không giống nhau lắm cảm giác. Một khắc này, trước mặt hắn xuất hiện một đạo màu đen bóng ma, ngay sau đó xích hồng sắc lưỡi đao hướng về phía trước lướt qua, ở giữa không trung lưu lại hỏa diễm bình thường vết tích, đạo kia bóng ma ngay sau đó biến mất không còn tâm tích. Cũng chỉ có thủ đoạn như vậy sao? Tiêu giật hơi nhướng mày, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía một cái, lại không nhìn thấy bạch tiểu xương tung tích. Bất quá, vẫn như cũ có thể cảm ứng được bạch tiểu sương trạng thái. Nếu, hắn cũng sớm đã cảm giác được mục tia không thích hợp, cho nên nói cũng sớm đã thả vài con quạ đen tại bạch tiểu sương bên người bảo hộ. Nhưng là, bạch tiểu sương hiện tại cảm giác đứng lên vô cùng bình tĩnh, tự hồ còn có vẻ hưng phấn. Tự hồ, cũng không có cảm giác được không thích hợp. Bất quá nếu minh bạch bạch tiểu sương không có nguy hiểm gì lời nói, như vậy thì có thể phi thường yên tâm giải quyết trước mắt cái này một cái nguy cơ. Tiêu giật nắm chặt đao trong tay lưỡi đao, hướng ngang nhắm ngay phía trước giữa không trung, ngay sau đó trống rỗng trong con mắt chiếu rọi ra một bóng người. Giờ phút này, tại cái này một tòa họa phường chung quanh, đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng hết thảy, tất cả đều đã bị kéo đến một thế giới hư ảo bên trong. Đao trong tay lưỡi đao không ngừng có hắc ám quả đen hướng về phía trước bay vọt mà ra, đem hết thảy hắc ám tất cả đều thôn vệ đến trong miệng của bọn hắn, đồng thời tại lưỡi dao của hắn bên trong có hỏa diễm bình thường lực lượng, chiều dài cũng đang không ngừng kéo dài, cơ hồ trong nháy mắt liền đã tràn đầy toàn bộ cái này một tòa khu vực tức dấu trong đó trong bóng tối số 2, quan sát được điểm này đằng sau, khó có thể tinh lăng tại nguyên chỗ. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vì cái gì, người trẻ tuổi kia có thể dễ như trở bàn tay phá giải bọn hắn hắc ám. Bây giờ, nương theo lấy người trẻ tuổi kia động tác, sắc bén lưỡi đao không ngừng hướng về phía trước nâng lên, ngay sau đó có bạo ngược năng lượng ở phía trước xoay quanh. Trong chốc lát, Tiêu Dật thân ảnh đã xuyên thẳng qua đến phi thường phía trước vị trí, cùng bạo lưỡi đao không ngừng bắt đầu hình thành một đạo một đạo phong bạo lưỡi dao của hắn tại tòa thế giới này bên trong không ngừng xoay quanh, đồng thời không ngừng kéo dài chiều dài, để mỗi một cái góc cơ hờ tích tất cả đều ở trong đó không ngừng bị xé rách lấy. Thẳng đến, nên đón một trận hủy diệt. Chương 953, bắt giữ. Khổng lồ xoay quanh không ngừng ở trong đó tiến hành, tại hủy diệt hoàn toàn mà dừng một khắc này, tại gian phòng này bên trong trừ một đạo bị nhuộm đỏ máu tươi thi thể bên ngoài, đã tại không có bất kỳ hoàn chỉnh vật thể, trong đó dù là có bị chém vỡ đằng sau vẫn như cũ có thể lại lần nữa đứng lên quái vật, nhưng là tại loại này hủy diệt ý nghĩa bên trong, đủ khả năng nên đón vẹn vẹn chỉ là mảnh vụn một dạng tồn tại. Cái kia đến tột cùng là một con quái vật dạng gì? Tại không gian hắc ám cách tầng, số 2 nhìn xem bức này cảnh tượng thê thảm, cảm giác khó có thể tin. Phải biết đây chính là bọn hắn đã hao hết tâm cơ mới thành lập đi ra trận pháp, trong đó có được rất nhiều quái vật, mà lại có thể phi thường có lăn lộn diệt năng lượng. Nhưng là, nguyên bản trong lòng bọn họ phi thường tự tin trận pháp, Bây giờ lại phi thường dễ như trở bàn tay liền đã bị người trẻ tuổi đánh bại. Giờ khắc này, số 2 trong ngực không còn có bất kỳ dũng khí, chỉ có vô tận sợ hãi đang bức bách lấy hắn muốn thoát đi tòa thế giới này. Nhất định phải nói cho những người khác, bọn hắn đến cùng là chọc tới một cái dạng gì tồn tại. Nhưng là, trong khoảnh khắc đó, trong lúc bất chợt có một bàn tay trắng nõn, đặt tại trên ngực hắn có một cái khuôn mặt lạnh như băng trong lúc bất chợt xuất hiện ở phía sau của hắn, nhìn qua hắn vặn vẹo khuôn mặt, trong hắc ám lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười googletac com gr Funtion Display DV GPR Ad Tiểu tử, rốt cục bắt được ngươi. Phi thường nhu hòa ngữ khí, tựa như là một trận chơi trốn tìm trò chơi kết thúc một dạng. Nhưng là, tại số 2 trong mắt, phản phất như là một ác ma trong lúc bất chợt từ trong bóng tối xuất hiện một dạng. Nhất là, tại cái kia một đôi con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, hết thảy dũng khí tất cả đều đã lặng yên im ắng biến mất. Bởi vì, có bóng tối vô tận, đem hết thảy tất cả đều thông vệ. Số 2 rung rẩy đứng lên. Ngươi tên là gì? Không có danh tự, chỉ có một cái số 2 danh hiệu. Thanh âm rung rẩy trong hắc ám vang lên. Lệ thuộc vào tổ chức nào? 12 sừng. Tu vi gì đâu? Bán thần đỉnh phong. Tốt. Số 2 có thể cảm giác được, tại cái này một cái phi thường ngắn ngủi đối thoại trong lúc đó, trong cơ thể mình năng lượng không ngừng hướng về thân thể của đối phương sói mòn đối phương phản phất như là một cái hắc ám động không đáy bình thường, không ngừng thôn vệ lấy trong cơ thể mình năng lượng, để trong cơ thể hắn năng lượng không ngừng trôi qua. Cuối cùng, số hai phi thường tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xin ngươi giết ta đi, đừng lại để cho ta chịu đựng loại thống khổ này hành hạ. Có lẽ ta sẽ cuối cùng xóa ngươi, nhưng là tuyệt đối không phải là bây giờ còn có một ít chuyện ngươi không có nói cho ta biết, giữa chúng ta một vài vấn đề còn chưa kết thúc, hiện tại liền muốn đi lời nói, như vậy khó tránh khỏi có chút quá không phụ trách đi. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Thanh âm lại lần nữa trở nên phi thường băng lãnh đứng lên. Nói cho ta biết, nơi này là địa phương nào? 12 sừng cộng đồng duy trì Trận Pháp, chủ thần cấp Trận Pháp, một cái nhân tạo bế tỏa thế giới, kỳ thật có chúng ta nhiều năm như vậy một mực bồi dưỡng một chút ác ma. Mục tiêu là ta sao? Nếu như nói các ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này lời nói, như vậy có chút quá yếu đi. Mục tiêu của chúng ta là Bạch Tiểu Sương, có nhân hoa giá tiền rất lớn muốn bắt cóc nàng, sau đó bức bách ngươi cho hắn hiệu lực. Cố chủ là ai? Giờ khắc này số hai trong lòng xuất hiện một chút do dự từng ấy năm tới nay như vậy một mực duy trì uy tín để hắn không thể không ngậm miệng nhưng là tại một cái bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hết thảy hoa ngôn đều đã không cách nào lại đình chỉ cuối cùng hắn chậm rãi nói ra một cái tên đỏ tiêu mây một khắc này tiêu giật gật gật đầu rút cuộc hiểu rõ đây hết thảy đỏ tiêu mây là bây giờ sốt dẻo nhất người dự bị đồng thời cũng nắm giữ lấy bây giờ đỏ chi giới đông đảo thế lực tay nắm lấy xích chi phủ một bộ phận lớn quyền lực, mà lại cho tới nay đều cùng các đại thế lực lui tới mật thiết. Nếu như nói là hắn, như vậy phi thường có khả năng nắm giữ tiêu giật cùng bạch tiểu sương hành tung, đồng thời thuê một đoàn đội đến chấp hành nhiệm vụ lần này. Bất quá, mục đích của đối phương lại là thông qua bạch tiểu sương, nghĩ biện pháp đến khống chế chính mình. Chẳng lẽ nói là chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện quá mức chói mắt sao? Hay là bởi vì hắn đoạn thời gian trước tại ban đêm thời điểm náo ra tới trận kia hí kịch đâu? Tiêu giật cuối cùng thở dài một hơi, cúi đầu xuống, đối với số 2 mở miệng nói. Yên tâm, đây vốn chính là lỗi của ngươi mà là ta sử dụng một cái cực kỳ tốt biện pháp. Sớm tại tiếp cận số 2 thời điểm, tiêu giật liền sử dụng quan chi tối, đối với số 2 gieo độc, để hắn nghĩ biện pháp đi giải thoát. Có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, đối phương đã phi thường có huyết tính. Xem ra, rốt cục xem như kết thúc rồi à. Một khắc này, số 2 đột nhiên phát hiện bạo tạc có kinh khủng hỏa diễm quan mang, đem hết thảy thành bao phủ, có nóng bỏng gió lốc, trong nháy mắt quét ngang mà qua, toàn bộ thế giới đều xuất hiện kịch liệt trung động ngay sau đó đột phá tòa thế giới này quái nhiễu đem hắn tin cờ hờ tết truyền tới hắn mỗi một đồng bọn bên tai đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đều đã lăn ngay tại chỗ lúc này mới ngắn ngủi vài phút thời gian vừa mới bắt đầu bọn hắn còn không có triệt để chuẩn bị sẵn sàng trong bọn họ am hiểu nhất tiêu hao chiến một cái số hai liền đã tử vong hơn nữa còn vận dụng loại này phi thường thảm liệt phương thức mới có thể nhắc nhở bọn hắn địch nhân tiến đến tại tòa thế giới này trọng yếu nhất vị trí cái kia một tên già nu số một chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trong hắc ám đạo kia chậm rãi đi tới thân ảnh. Đối phương, khóe miệng mang theo mỉm cười, tự hồ lông tóc không thương. Một khắc này, tự hồ đã đã nhận ra bọn hắn vị trí. Kế hoạch của chúng ta đã thất bại, ta đến đây đoạn hậu, còn lại tất cả mọi người đều rút lui. Giờ khắc này, làm người lãnh đạo số một, phi thường minh xác làm ra chính mình chính xác nhất một cái quyết định. Còn lại tất cả mọi người cũng không có do dự, nhanh chóng bắt đầu lui lại. Nhưng mà, cũng sớm đã không còn kịp rồi nương theo lấy người trẻ tuổi kia tiến lên, tất cả mọi người đã cảm giác được có một cổ cùng cuộn như là thủy triều bình thường hắc ám, từ trên người hắn bắt đầu khuếch tán mà ra, hiện tại chung quanh giấy lên hắc ám bình thường phong bạo. Đây là hắc ám bình thường địa ngục sao? Tất cả mọi người tự lẩm bẩm. Một khắc này, từ người trẻ tuổi kia trên thân, trong lúc bất chợt bắt đầu bạo phát đi ra hắc ám, nhanh chóng đem hết thảy chung quanh tất cả đều thẩm thấu. Ngay sau đó, xâm lấn toàn bộ khống chế hạch tâm, thậm chí nương tựa theo trong đó khống chế năng lượng cốt lõi hoàn chỉnh đem tòa thế giới này đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Một khắc này, tòa thế giới này đã hoàn toàn đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đồng thời hắn đem tòa thế giới này cải tạo thành địa ngục, tại cái này một tòa địa ngục phạm vi bên trong, có bóng tối vô tận trong lúc bất chợt xuất hiện. Tiêu giật nhếch miệng lên, nhìn chăm chú lên tất cả mọi người ở đây, mở miệng nói. Chúc mừng các ngươi, hoan nghênh đi vào đất của ta ngục thế giới. Chương 954, Chưởng Khống Chi Địa Ngục Địa ngục kinh khủng, đã trong nháy mắt này giáng lâm tại ngắn mũi kinh ngạc đằng sau, chia ra rút lui 12 sừng tất cả mọi người, đã phi thường kinh ngạc phát hiện nguyên bản đã dự định tốt lối ra, hiện tại đã biến mất không còn tâm tích, cái này một tòa không gian đã đi vào đối phương khống chế, cho nên nguyên bản đã bố trí tốt vết nứt không gian cũng cũng sớm đã không thấy. Trong nháy mắt đó, số một quanh thân bắt đầu phun ra vô số máu tươi, ngay sau đó trên người hắn xuất hiện một đạo một đạo vết thương, đó là khống chế hạch tâm đối với hắn phản vệ. Trong nháy mắt hắn liền tiếp cận tử vong, đồng thời tại trong mờ tối, Hắn không ngừng la lên phát ra thanh âm khàn khàn. Số 3 lập tức thổi lên trong tay ngươi cây sáo. Số 3 nghe được một câu nói kia, lập tức nhìn xem trong tay cây sáo, không biết khi nào trong tay cây sáo cũng sớm đã trở nên chia 5 xẻ 7, không cách nào lại tiếp tục thổi lên. Trong nháy mắt đó, số 1 tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đó là bọn họ hướng ra phía ngoài cầu cứu cây sáo, nhưng là trong nháy mắt này đã phá toái. Một khắc này, trong hắc ám bọn hắn đã thấy một cái kia chậm rãi đi tới thân ảnh tuổi trẻ trong tay đối phương thiêu đốt lên hắc ám hỏa diễm liền tựa như một tên hắc ám chúa tể bình thường xuất hiện ở trước mặt bọn họ khi hắn nâng lên bàn tay bên trong ngón tay thon dài trong lúc vô hình gõ lấy không khí phản phất tại gõ lấy một loại nào đó tiết tấu bình thường google.com.hphunton google.com.hphunton mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng là phi thường bội phục các ngươi thế mà lựa chọn thế giới như thế này phải biết ta vốn chính là đứng đầu địa ngục nha. Một khắc này, số ba đột nhiên bộc phát. Trong tay có lôi điện quấn quanh nắm đấm, trong nháy mắt hướng về người trẻ tuổi ném ra, nhưng là trong hắc ám, người trẻ tuổi kia thân thể lại trong nháy mắt hướng về chung quanh chết đi một chút, phi thường dễ như trở bàn tay lại tránh được một cái kia quấn quanh lấy lôi điện một quyền, đồng thời dáng tươi cười vẫn như của mặt không đổi sắc. Các ngươi gặp mặt phương thức cứ như vậy không hợp thói thường sao, liền không thể thật tốt trao đổi một chút sao? Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, có từng đạo vết trách từ số 3 trong cánh tay bắt đầu hiển hiện. Đồng thời, có huyết dịch phát ra. Cánh tay của đối phương trong nháy mắt này trực tiếp rơi xuống đất, đồng thời đâu một cổ thống khổ tiếng hô, mới tại thời khắc này hướng chung quanh khuếch tán. Mà đang không ngừng lưu lại huyết dịch bên trong, thân ảnh tuổi trẻ kia đã gần trong gan tất, thanh kia đao màu đen lưỡi đao chính là số 3 nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng. Tiêu giật nắm chặt trong tay lưỡi đao màu đen, khuy sái trong đó máu tươi, ở phía sau hắn có vô số quả đen, bắt đầu không ngừng hướng về chung quanh phát ra tiếng kêu to, trong hắc ám phát ra kinh khủng quét sạch, những nơi đi qua, ở trong đây tất cả mọi người đều đã đứng trước tử vong cục diện, trong đó lưu lại vô số huyết sắc vết tích. Số một tại cảm giác bên trong, có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, những cái kia nguyên bản còn tại hắn cảm ứng bên trong người, tất cả đều đã biến mất không hết, liền phản phất bị một loại nào đó vật vô hình thôn vệ bình thường. Một khắc này, tại dài dằng dặc trong thời gian, bọn hắn nuôi dưỡng rất nhiều năm ác ma, tất cả đều đã lấy một loại tốc độ cực nhanh tốc độ giảm bớt, mà kinh khủng hơn chính là bọn hắn thành viên cũng đang không ngừng giảm bớt chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút, liền đã tổn thất một nửa thành viên. Số một bột phát ra tiếng gào thét, số 12 đâu? Nàng đến cùng đang làm gì? Chẳng qua là cái tiểu nữ hài mà thôi, nàng chẳng lẽ nói còn không có giải quyết sao? Đều đã qua đã lâu như vậy, còn như vậy kéo dài thêm lời nói, chúng ta liền đã sẽ bị diệt vong. Trong hắc ám, bạch tiểu sương tay bị giữ chặt. Thanh thần lôi kéo bạch tiểu sương tay, nhanh chóng hướng về phía trước chạy, muốn rời khỏi cái này một tòa khu vực. Thanh thần ca ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên muốn rời khỏi đâu? Bởi vì đã xảy ra chuyện rồi, nơi này đã không phải là địa phương an toàn gì, cho nên nói cần cam đoan an toàn của ngươi mới có thể, không cần phải sợ, vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, thiếu nữ lại đột nhiên ở giữa đình chỉ ngay tại chỗ, đồng thời sử dụng lực lượng tránh thoát bàn tay của đối phương. Nguyên bản còn tại phía trước hành tẩu thanh thần hơi nhướng mày, lập tức phát ra không giống với tiếng nói, băng lãnh mở miệng nói. Đáng giận, vốn đang coi là đã lừa qua ngươi nhưng là không nghĩ tới đã bị phát hiện sao chẳng lẽ nói ta là nơi nào lộ ra sơ hở gì sao chẳng qua là bởi vì thanh thần ca ca dáng tươi cười cùng ngươi có một chút khác nhau bạch tiểu sương hết sức chăm chú mở miệng nói ta thế nhưng là ma hóa giả a à, từ nhỏ đã đối với người khác ánh mắt cùng dáng tươi cười phi thường mẫn cảm thanh thần ca ca khi cười có thể làm cho người phi thường dễ như trở bàn tay cảm giác được một cổ ôn nhu cảm giác cho nên nói tự hồ không giống nhau lắm ngươi cùng hắn có khác biệt về bản chất Số 12 ánh mắt biến đổi, sắc mặt trong lúc bất chợt trở nên phi thường nghiêm chỉnh lại, trong nháy mắt đó muốn trực tiếp nhào lên. Ông. Lập tức, có hai cái phi thường khổng lồ sắt thép quả đen, trong nháy mắt triển khai hai cánh, trong lúc bất chợt hướng về hắn đánh tới, đồng thời trực tiếp móng vuốt phát ra sắt thép ma sát thanh âm, lưu lại mấy đạo vết thương. Số 12 trong nháy mắt cầm ra một đoạn phi thường đao sắc bén, hướng về cái kia hai cái sắt thép quả đen cánh mọc rơi, tại hỏa hoa bắn ra trong nháy mắt, bay nhào mà đến sắt thép quả đen động tác thế mà dừng lại trong nháy mắt lại bị hắn dễ như trở bàn tay vọc tới, xông về cái kia một thiếu nữ. Nhưng mà, một khắc này thiếu nữ bên người lại đột nhiên xuất hiện một thanh lơ lửng sáng chói tinh lưỡi đao, phóng xuất ra đầy trời tinh quang. Ngay sau đó, số 13 cảm nhận được một cổ lực trùng kích to lớn, trong nháy mắt đó hung hăng đập xuống trên mặt đất. Kinh cũng tinh quang đập vào mặt, trong nháy mắt trực tiếp rơi vào trên người hắn. Số 13 trong miệng phun ra máu tươi, đổ xuống trên mặt đất, quanh năm đến nay huấn luyện để hắn phi thường nhanh chóng mở ra khống chế. Chỉ cần vài giây đồng hồ, hắn liền có thể lại lần nữa từ trên mặt đất đứng lên, lại lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, nữ hài kia lại phi thường dễ như trở bàn tay nắm chặt cây đao kia lưỡi đao, tại chui đao chí ít còn thắt lấy một ngôi sao hình dạng. Ngay sau đó, thanh kia tràn ngập tinh thần lưỡi đao liền đã trong nháy mắt đâm vào lồng ngực của hắn, có máu tươi phát ra. A. À, một khắc này, số 12 phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dù là thân thể của hắn lông tóc không thương, nhưng là ngực vẫn như cũ xuyên thấu đi ra một cái động lớn, cả người trên mặt đất co quắp thật đúng là thật mạnh lực xuyên thấu, đây chính là thanh thần ca ca bội đao sao, so với hắn trên tay cây đao kia mạnh hơn nhiều. Bạch Tiểu Sương nắm tinh lưỡi đao, trong miệng phát ra tự lẩm bẩm. Đồng thời, lại lần nữa tướng tinh lưỡi đao rơi xuống. Tại nhiều năm như vậy kinh lịch phía dưới, Bạch Tiểu Sương đã sớm không phải một cái ngây thơ thiếu nữ, cũng biết mình tại nơi này loại tình huống phía dưới phải làm đến dạng gì sự tình. Cho nên, Bạch Tiểu Sương không chút do dự đâm ra một đao lại một đao. Thẳng đến, có nổ thật to âm thanh truyền đến. Tinh lưỡi đao, tại thời khắc này, trở thành bạch tiểu sương lưỡi dao. Chương 955, nửa bước linh long. Trống. Một khắc này, tiêu giật nghe được phi thường kịch liệt tiếng hô, tựa như giống như giả thú gào thét, đồng thời tiêu giật có thể cảm giác được trong hắc ám tựa hồ có một cái vật vô hình ở trong đó không ngừng thai ngén, nhanh chóng trưởng thành, dần dần vượt ra khỏi chính mình đối với cái này một chiếc thế giới khống chế. Giờ khắc này ở còn lại trong những người này, bọn hắn tất cả đều tọa lạc trên mặt đất, thâm thụ trọng thương, nhưng là tối thiểu nhất còn có sinh mệnh tồn tại, dù là cũng sớm đã, không có, còn lại bao nhiêu thời gian. Tất cả mọi người chịu đựng, tuyệt đối không nên sợ, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, cũng là chúng ta có thể là 12 sừng lưu lại cuối cùng vinh dự, dù là về sau chủ nhân phát hiện chuyện này, cũng đều vì chúng ta báo thù, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt phần vinh dự này. Số một phi thường kịch liệt phát ra tiếng gào thét, đồng thời cầm lưỡi đao, thôn vệ tất cả mọi người. Một khắc này, có làm cho người da đầu tê dại thanh âm ở chung quanh không ngừng tiếng vọng bọn hắn tất cả mọi người từ từ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái phi thường quái vật khổng lồ, có đường vân bắt đầu phi thường dễ thấy xuất hiện tại vỡ ra trong da, có lân phiến trong lúc bất chợt xuất hiện, liền tựa như là một con rồng bình thường. Googlettac.com.vh, Funtion Googlettac, Display, DV, GP, AC, 169285467950 Trong khoảnh khắc, hóa thành một cái dữ tận giao long, cao tại tòa thế giới này bên trong gào thét. 12 cái sừng rồng, lấy chủ nhân của bọn hắn là mệnh danh, Linh Long. Dù là, bởi vì có một nửa thành viên nguyên nhân của cái cờ hờ kết. Nhưng là, vẫn như cũ có sáu cái sừng. Nửa bước, Linh Long. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng sớm đã siêu việt bán thần đỉnh phong, dù là không cách nào đạt tới cấp bậc chủ thần, nhưng là vẫn như cũ vượt ra khỏi cấp bậc kia, siêu việt phổ thông người tu luyện. Một khắc này, hắn hướng về cái này một tòa bầu trời phát ra kinh khủng gào thét. Nhưng là, cùng nói đây là dung hợp, không bằng nói là một trận hiến tế từ địa ngục chỗ sâu triệu hoán đi ra khủng bố linh long vận mệnh của các ngươi ta đã biết ta đem thay thế sứ mạng của các ngươi cho các ngươi khu trừ địch nhân của các ngươi kinh khủng linh long bột phát ra kinh khủng tiếng gào thét ngay sau đó mở ra con mắt màu đỏ tươi một khắc này linh long thấy được một cái kia từ trong bóng tối chậm rãi đi tới thân ảnh thon dài ngay sau đó cái kia một cổ hơn xa với hắn địa ngục khí tức trong nháy mắt bột phát có địa ngục quyền hành ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện vô tận địa ngục khí tức nổi lên từ trên xuống dưới nhìn chăm chú lên trước mắt Linh Long, tiêu giật khóe miệng nhếch lên một vòng dáng tươi cười. Nghe nói, ngươi muốn thay thế sứ mạng của bọn hắn giết cơ hờ tết ta. Thật có lỗi, thật sự là một cái hiểu lầm. Nguyên bản phi thường hung ác Linh Long, tại thời khắc này ứa ra mồ hôi lạnh. Trò cười, dù sao cũng là tiếp cận cấp bậc chủ thần tồn tại, hắn một chút liền đã nhìn ra trước mắt người trẻ tuổi này nội tình. Cái kia địa ngục khí tức, cùng sau lưng địa ngục quyền hành, cái này không phải liền là trong truyền thuyết đứng đầu địa ngục sao. Mà lại, cũng có thể cùng đối phương thân phận của người trẻ tuổi đối được. Xem ra, chính mình thế mà chọc tới vị này tồn tại. Phải biết, chính mình dù sao cũng là trong địa ngục quái vật, nếu như nói chọc giận vị này tồn tại lời nói, như vậy chỉ sợ cũng sẽ cơ hờ, tết không nơi tán thân, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có can đảm trợ giúp hắn. Dù sao, đây là đứng đầu địa ngục, bây giờ tiêu chi giới chủ nhân. Mà lại, tự tay đem địa ngục thế giới đúc thành thành tiêu chi giới địa ngục bộ, đơn giản chính là bọn hắn tất cả mọi người người lãnh đạo trực tiếp. Giờ khắc này, Linh Long không tiếc chống lại ước định, dù là bỏ ra phi thường thảm trọng đại giới, cũng muốn trở về chính mình sở tại trong thế giới, tránh cho cùng người trẻ tuổi này giao phong. Cái này muốn đi rồi sao? Đến đều đã tới, không bằng trò chuyện một hồi lại đi. Tiêu giật cười nhạt một tiếng. Ở phía sau hắn, kinh cũng con quạ màu đen bột phát ra màu đỏ tươi quan mang, có phi thường khủng bố tham lam khí tức không ngừng khuếch tán. Đối phương, cho dù là địa ngục thế giới quái vật, nhưng là như là đã đưa tới cửa, vậy còn có cái gì tốt thách khí sự tình đâu cho nên nói, có thể coi như một cái tiệc. Một khắc này, Linh Long phát ra phi thường kịch liệt giải dụa. Nhưng là, đối phương cũng sớm đã dơ lên trong tay màu đen lưỡi kiếm. Ngay sau đó, đối với đầu của hắn hung hăng rơi xuống. Ngay sau đó, xuyên thấu phi thường cứng rắn lân phiến, đem hắn thân thể hoàn toàn xuyên qua. Linh Long kéo lấy chính mình không ngừng chảy máu tươi thân thể, muốn xông vào vết nứt không gian. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, có một cái đại thủ màu đen bắt lấy thân thể của hắn, ngay sau đó đem hắn hung hăng đập xuống trên mặt đất hắn không ngừng phát ra kịch liệt giải dụa, nhưng là khí lực là càng ngày càng nhỏ, ngay sau đó nương theo lưỡi đao chậm rãi trôi qua, cũng không còn cách nào ngăn cản năng lượng của mình dung nhập thân thể của đối phương bên trong, chưa tới sau một khoảng thời gian liền đã không còn bất kỳ sinh tức. 12 sừng, bại. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm đằng sau, Tiêu Dật rốt cuộc tìm được tại trong khắp ngõ ngách Bạch Tiểu Sương, nhìn đối phương ngay tại huyết dịch bên cạnh nắm trong tay tinh lưỡi đao, không ngừng đối với phía dưới cái kia số 12, từng điểm từng điểm xuyên qua. Rõ ràng, đối phương cũng sớm đã hôn mê, nhưng là vẫn không ngừng rơi xuống. Đồng thời nương theo lấy hắn mỗi một lần rơi xuống, tinh lưỡi đau bên trong, cũng dần dần sáng lên vô cùng hưng phấn quan mang. Cho ăn. Tiêu giật nhìn xem cái này không phải người một màng, nhịn không được bắt đầu đậu đen rau muống. Ta chẳng qua là vì phòng ngừa bại lộ, cho nên nói trong một đoạn thời gian không có sử dụng ngươi, ngươi liền đã biến thành dạng này sao? Thế mà, mang theo một vị tiểu cô nương ở chỗ này hành hạ người mới sao? Thanh thần ca ca, ngươi rốt cục trở về. Bạch Tiểu Sương đang nghe sau lưng tiếng bước chân đằng sau, khẩn trương quay đầu lại, thấy rõ người đến đằng sau liền đã thở dài một hơi nhào vào đối phương trong ngực. Ta thật sự là quá sợ hãi, nếu như nói không phải có tinh lưỡi đao ở đây, khả năng đều sẽ trực tiếp khóc lên. Tiêu giật nhìn xem trong ngực Bạch Tiểu Sương, có chút hoài nghi nữ hài này thật sự có chút không quá giống sợ sệt dáng vẻ. Dù sao, so với Bạch Tiểu Sương, trên đất cái kia số 12 mới thật sự là một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Lạc Nhật lặng về Tây. Tại Lạc Nhật bên trong, Thanh Mục kéo lấy chính mình thân thể mệt mỏi, từ trong thuyền hoa đi ra. Trải qua một ngày mệt nhọc đằng sau, Thanh Mục bắt đầu tiến vào ban đêm sinh hoạt. Hắn chậm rãi đẩy ra gian phòng của mình, trong phòng có một cái trụ quải trượng lão giả, ngay tại phi thường ho kịch liệt. Đồng thời, có một cổ phi thường huyết tinh khí tức, từ trong thân thể hắn lan tràn mà ra. Trên người của đối phương, có một cái lớn vô cùng ngực. Một khắc này, Thanh Mục kinh ngạc ngẩng đầu. Lãnh thúc, ngươi làm sao thụ thương? Là ai làm? Còn có thể là ai làm đâu, lãnh thúc cười khổ một cái, mở miệng nói. Có liên quan đến ngươi sự tình ta đã nghĩ biện pháp làm xong, trong thời gian ngắn sẽ không có người lại tìm ngươi vượt ngục phiền phức, nhưng là ngươi tốt nhất đừng xuất đầu lộ diện mà lại, thanh Mục. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn. Thanh mộc gật gật đầu, mở miệng nói. Ta biết, dù sao, là ta tự tay thả đi hắn. Chương 956, Tình huống. Làm sao sống lâu như vậy? Tiêu giật mở miệng nói. Tại lúc ban đêm ở giữa, Hồng Nguyệt cơ kéo lấy phi thường thân thể mệt mỏi, rốt cục tiến nhập gian phòng của bọn hắn. Ta có rất nhiều sự tình phải bận rộn có được hay không? Trung ương tình báo bộ làm việc hiện tại vô cùng phiền phức, mà lại vừa rồi thế nhưng là gặp một cái phi thường khó giải quyết gia hỏa, thiếu chút nữa đã bị đối phương giết cơ hờ, ít, bất quá hắn cũng không có từ trong tay của ta chiếm được dạng gì chỗ tốt. Hồng Nguyệt cơ mệt mỏi mở miệng, ngươi nói hiện tại nhiều người như vậy, liền không thể cho ta thiếu một chút phiền phức sao? Người đã cơ hờ, tết coi như xong, người sống trả lại cho ta tận tìm phiền toái, thật sự là quá đáng ghét. Tiêu giật cười nhạt một tiếng, tiếp tục nghe cái này trước mắt cô nương phàn nàn. Đúng rồi, ngươi bắt được người kia, ta đã đưa đến Trung ương tình báo bộ phân bộ, đúng là 12 sừng số 12, mà lại thông qua sư hồng thuật cũng có thể nhìn ra, quả thật có xích tiêu vân xuất thủ chứng cứ, bất quá ngươi xuất thủ có chút quá độc ác đi. Cho dù là hành hạ người mới, cũng không nên đâm đối phương hơn 10 đạo vết thương đi. Cái này là sự tình ra có nguyên nhân. Tiêu giật nhìn thoáng qua khẩn trương du thuận bạch tiểu sương, cuốn quyết mở miệng giải thích. Tóm lại, sau đó ngươi định làm gì đâu? Ta đương nhiên không hề làm gì. Tiêu giật. google com vh Google Tiôn. Display, DV, GP, AC, không. Hồng Nguyệt Cơ Phi thường nhất đầu mở miệng nói ra. Nếu như nói hiện tại có người nói cho ta biết, ngươi trong lúc bất chợt đã giết tới phong thanh dương trước mặt, đồng thời đem hắn chặt thành bát đoạn, ta đều sẽ phi thường tin tưởng, nhưng là ta duy chỉ có sẽ không tin tưởng ngươi gia hỏa này sẽ không ở âm thầm làm chuyện gì ngươi chẳng lẽ nói vẫn chưa rõ sao ngươi đi tới chỗ nào phiền phức đều sẽ đi tới chỗ nào kỳ thật đây mới là trung ương tình báo bộ cũng là ta thuê nguyên nhân của ngươi nói đến ngươi cảm thấy nếu như nói hiện tại tội phạm giết người kia trong lúc bất chợt xuất hiện tại xích tiêu vân trong phủ đệ sẽ xuất hiện kết quả như thế nào đâu vậy căn bản cũng không cần hoài nghi đứng mũi chịu sào cái thứ nhất bị hoài nghi người chính là ngươi hồng nguyệt cơ lật ra một cái liếc mắt Hiện tại, trên cơ bản ngươi bây giờ lưu thông tình báo tốc độ, tất cả mọi người đã biết giữa hai người cừu hận. Cho nên nói, một khi xích tiêu vân xuất hiện dạng gì nguy cơ, như vậy tiêu giật nhất định sẽ cái thứ nhất bị tìm tới trước mặt. Hồng Nguyệt cơ hết sức chăm chú mở miệng nói. Tiêu giật, ta cảm thấy trước ngươi thời điểm cũng hẳn là đã hiểu qua, xích tiêu vân đơn giản chính là một cái người lãnh đạo, hoặc là nói một cái bị thế lực khắp nơi đẩy lên trước sân khấu cộng đồng đại biểu, thực lực của hắn cũng không tính là phi thường mạnh, vẻn vẹn chỉ là bán thần, cho dù là ta cũng có thể phi thường dễ như trở bàn tay bóp cờ hờ, tết hắn, tựa như bóp cờ hờ, tết một con kiến. Nhưng là, nếu như nói ngươi tùy tiện hành động, như vậy sẽ chỉ đưa ngươi nhược điểm đưa cho tất cả mọi người, đến lúc đó thật sẽ bị cài lên một cái tội phạm giết người hát qua, sau đó dễ như trở bàn tay từng năm dạng này đối thủ cạnh tranh duy nhất một lần liền có thể ít rất nhiều, rất nhiều người đều sẽ cười phi thường vui vẻ. Tiêu giật chăm chú nghe một chút đối phương, đột nhiên có một cái ý nghĩ mới, nhịn không được mong đợi mở miệng nói ra. Tiêu giật, đầu ngươi nước vào sao, Hồng Nguyệt cơ nổi giận mắng, ta chẳng qua là để cho ngươi hành sự cẩn thận, nhưng là cũng không phải khiến ngươi khi tìm thấy hắc thủ phía sau màn đằng sau, còn không mau nghĩ biện pháp trảm thảo trừ căng. Ta vui lòng không được sao. Ta liền ưa thích rất nhiều người mời đến giết ta. Ngươi nhanh quên đi thôi, xích tiêu vân chính là một tên phế vật, chỉ sợ khi biết 12 sừng toàn viên bị tiêu diệt đằng sau, liền đã rung lẫy bẫy, thậm chí đã bắt đầu liên hệ phía sau mình đại nhân vật. Hồng Nguyệt cơ mở miệng nói. Tiêu vật có chút giận nó không tranh, các ngươi xích gia liền không thể nhiều một chút cường lực nhân vật sao? Liền loại kia phi thường muốn diệt trừ loại người này, chỉ cần ta không có tử vong, vẫn không ngừng phái ra sát thủ nhân vật, ta phi thường muốn treo chọc một chút, có thể làm cho ta thu hoạch được không ít chỗ tốt. Lần này, mặc dù 12 sừng năng lượng phi thường phong phú, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một điểm nhỏ mà thôi, muốn để quan chi tối trưởng thành, còn cần thôn vệ càng nhiều năng lượng. Cuối cùng, tiêu dật suy tư một chút mở miệng nói. Như vậy, cũng chỉ còn lại có sau cùng một kết quả, đêm mai Bạch Tiểu Sương sẽ đối với Xích Tiêu Vân khởi xướng quyết đấu. Có cái gì tiền đặt cược sao? Không có, ngươi có thể phi thường minh xác nói cho hắn biết, liền xem như hắn thắng nói, cũng sẽ không kiếm được bất kỳ một chỗ tốt, nhưng là nếu như nói cự tuyệt, khẳng định sẽ có phi thường đáng sợ hậu quả. Ngươi tại sao không đi chính mình nói? Các ngươi tốt xấu cũng là người một nhà, tương đối tốt mở cái miệng này. Tiêu giật nhàn nhạt cười một tiếng. Người một nhà. Hồng Nguyệt cơ phẫn nộ, kém chút đóng sập cửa liền đi. Cuối cùng, hay là đã gật gật đầu đáp ứng chuyện này. Dù sao, sớm đã thành thói quen người khác đối với mình cách nhìn. Đi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu giật ngáp một cái, mang theo bạch tiểu sương về đến phòng. Ngày thứ hai chạng vạn tối thời gian, tiêu giật đã nhận được Hồng Nguyệt cơ thông tri. Người muốn ta an bài sự tình đã sắp xếp xong xuôi, tối hôm nay trận đầu chính mình ngàn vạn cẩn thận một chút mà, hắn người đại diện cũng không phải nhân vật đơn giản như vậy, dù sao hắn nhưng là đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong, mà lại sau lưng có được rất nhiều thế lực lớn ta khuyên ngươi tốt nhất phải làm cho tốt chuẩn bị, dù là thua cũng không quan trọng, nhưng là tốt nhất đừng cờ hờ kết ở nơi đó. Hồng Nguyệt cơ nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó quay người rời đi. Tiêu giật cười nhạt một tiếng. Hồng Nguyệt này cơ, cho tới nay đều là một cái phi thường ngạo kiều tính cách, dù là ngay cả nhắc nhở hắn chú ý an toàn chuyện này đều trở nên phi thường ngạo kiều. Nhưng là, tại không hiểu bên trong lại mang theo một tia đáng yêu. Đồng thời, Hồng Nguyệt cơ còn để lại một đống văn bản tài liệu. Trong đó, có tiêu giật trận tiếp theo đối thủ tư liệu. Mưa Minh Sư, đây là đối phương một cái thân phận, đồng thời là đối phương duy nhất ở bên ngoài một cái tên. Mỗi một thời đại Mưa Minh Sư, đều là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Sơ đại Mưa Minh Sư, thậm chí đạt đến nửa bước thiên đạo cấp độ, mỗi một thời đại Mưa Minh Sư thấp nhất cũng sẽ đạt tới thần chí cao cấp độ, số rất ít cũng sẽ là chủ thần đỉnh phong cấp độ. Cho nên nói, Mưa Minh Sư truyền thừa, trên cơ bản liền đại biểu cho thần chí cao. Cho nên, mưa minh sư tại trong vũ trụ cũng là một cái phi thường nổi danh tồn tại thế hệ này mưa minh sư mặc dù nói khoảng cách cấp bậc kia còn phi thường xa xôi nhưng là cũng là bán thần đỉnh phong nhân vật mà lại tự hồ còn có đối với thần vị trí cùng thần chi ấn một chút ứng dụng nếu như không phải có xíp tiêu vân phía sau những thế lực kia tác dụng vị này mưa minh sư căn bản liền sẽ không xuất thủ cho nên nhìn tự hồ phi thường khó giải quyết nhưng là không thể tránh khỏi để tiêu giật bắt đầu hưng phấn lên khóe miệng nhếch lên một vòng dáng tươi cười cái này mưa minh sư, tự hồ phi thường thú vị. Chương 957, rút đao. Bây giờ, tiêu giật đối với thân phận này khống chế đã càng ngày càng thuần thục mà lại tương ứng một chút vật liệu còn có cần nghi thức chuẩn bị vật phẩm tất cả đều đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần tìm tới một cái cơ hội thích hợp, hắn liền có thể tiến hành nguyên sơ trạng thái nghi thức, từ đó triệt để khống chế đến phương pháp này. Ngay sau đó, tiêu giật không tiếp tục suy nghĩ nhiều một ít chuyện khác, đem tâm tư tất cả đều đắm chìm đến tối sắp đến trong quyết đấu. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đã đi tới ban đêm. Vẫn như cũ là phi thường quen thuộc quảng trường, còn có những cái kia quen thuộc người xem. Tại trong đài cao, đạm Đà mặt phong thanh dương tại dựa theo lệ cũ tuyên bố một cái căn bản cũng không có người quan tâm lời nói đằng sau, liền có tiếng trống trận gõ vang. Tiêu dật, rốt cục gặp được chính mình lần này đối thủ. Vũ Minh Sư, thứ 56 thay mặt. Bản nhân cùng tư liệu phía trên, lớn vô cùng khác nhau, hơn nữa nhìn đi lên dáng tươi cười hết sức rõ ràng. Tự hồ, là một cái lam phát túng lan xoái ca, trên người trường bào màu lam tuyên khắc lấy lấy màu vàng hoa văn, trong tay chống đỡ một thanh màu trắng dù, để cho người ta có một loại phi thường an tâm cảm giác. Tại nhìn chăm chú tiêu giật một lúc sau, Vũ Minh sư thế mà lộ ra một vòng dáng tươi cười. Googlettac.com.vh, Funtion Googlettac, Display, DV, GF, AC, Không sai, ngươi tự hồ là một cái có ý tứ đối thủ. Đây là vinh hạnh của ta, mà lại ta cũng là cảm giác như vậy. Tiêu giật cười nhạt một tiếng, đồng thời lặng yên không một tiếng động truyền âm nói. Các hạ, hẳn là trung ương tình báo bộ thành viên đi. Tại không có nhận được mệnh lệnh trước đó lại đột nhiên tới đón loại này việc tư, có phải hay không có chút không tốt lắm. Một khắc này, Vũ Minh Sư biến sắc, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi làm sao có thể biết loại chuyện này? Ngay sau đó, tiêu giật nhếch miệng lên. Xem ra, mình đã đoán đúng. Tại Hồng Miệt Cơ trong tư liệu, có quan hệ Vũ Minh Sư tư liệu, có thể nói ít càng thêm ít. Nhưng là, trong vòng ngành tình báo năng lực tới nói lời nói vốn là không nên như vậy hồng nguyệt cơ đang tiến hành qua một phen suy đoán đằng sau tựa như cục diện rối rắm này giao cho tiêu dật ngay sau đó tiêu dật liền đã làm ra một cái phi thường lý tính phán đoán vũ minh sư là trung ương tình báo bộ thành viên trọng yếu một trong cho nên nói tình báo của hắn vốn chính là một cái ẩn tàng tính đồ vật nhưng là vì không để cho đa số người hoài nghi cho nên nói sẽ chỉ ở bên ngoài giả tạo đi ra một phần tình báo bất quá một khi giả tạo đi ra quá nhiều tình báo phi thường có khả năng sẽ bị người khác nhìn ra cho nên nói sẽ chỉ có chút ít tình báo xuất hiện vũ minh sư biểu lộ giật một cái nhịn không được nhẹ giọng ho khang một chút mở miệng nói ra không sai ngươi đoán thật đúng ta là trung ương tình báo bộ cấp hai chuyên viên giúp một chút không được lộ ra đi ra ta thực sự không được để cho ngươi ba chiêu có thể chứ mười chiêu tiêu giật phi thường giúp khoát dơ lên ngón tay của mình vũ minh sư phi thường quả quyết lắc đầu nếu như nói muốn để nhiều lắm như vậy vẫn là thôi đi ba chiêu lời nói ta còn có một chút hy vọng nhưng là nếu như nói lại nhiều đi xuống dù sao đều là một cái thua kết cục ngươi không bằng đem ta ra ánh sáng đã như vậy lời nói quên đi a à, vũ minh sư sửng sốt một chút trong ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt tiêu giật lạnh nhạt mở miệng nói lúc đầu cũng không có ý định cầm loại vật này đến bức khí bờ ngươi bất quá ta ngược lại là có chút phi thường tò mò một việc hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên khán đài cái kia bởi vì hai người một mực tại không ngừng giao lưu nhưng xưa nay không có bắt đầu chiến đấu, từ đó sắc mặt trở nên phi thường khó coi xích tiêu mây. Ngươi tại sao phải tìm tới dạng này cố chủ? Bởi vì gia hỏa kia, thật sự là quá có tiền. Vũ Minh Sư thở dài một hơi, ngươi là không biết, chúng ta Vũ Minh Sư truyền thừa không đoạn tuyệt ngược lại là không có sai, nhưng là vì kế thừa tiền bối con đường, cần tìm tới rất nhiều hiện tại cũng phi thường khang hiếm viễn cổ tài nguyên, đây chính là hy vọng lớn vô cùng một bút tiêu xài gần nhất vừa vặn muốn tìm được một cái biện pháp tấn thăng đến chủ thần vừa vặn cần một cái phi thường khẳng khái nhân vật mua cho ta đơn, nhưng là trung ương tình báo bộ chất béo quá ít, cho nên nói ta. Liền bị bắt đi ra tiếp việc tư. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tiêu giật kinh ngạc. Thật không hổ là kẻ có tiền, quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm, còn có thể để vũ minh sư bán mạng. Mặc dù, không nhất định từ lúc nào đều hữu dụng, nhưng là tại tuyệt đại bộ phận thời điểm đều có thể có tác dụng nhất định. Đúng rồi, ta thế nhưng là trước cùng ngươi nói xong, hắn cho chỗ tốt thế nhưng là rất nhiều, dù là ngươi biết rất nhiều chuyện, ta cũng sẽ không đổ nước, bất quá xem ở hồng nguyệt cơ trên mặt mũi, ta có thể cho ngươi hơi thể diện một chút thua trận, bất luận thời điểm nào, chỉ cần ngươi nhận thua liền có thể. Tốt lắm, bất quá, ta cũng muốn đối với ngươi nói như vậy. Tiêu giật cười nhạt một tiếng. Đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta nói chuyện phím thời gian như vậy kết thúc đi, người xem cũng sớm đã đã đợi không kịp, hiện tại bắt đầu, có thể chứ? Có thể. Tiêu giật chậm rãi cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Một khắc này, giữa song phương có một cổ kinh khủng tai ác đột nhiên bộc phát. Liền tựa như hai cổ như phong bạo, tại cái này một tòa trong thiên địa, không ngừng phát ra oanh minh. Giờ khắc này, tạo thành hai đạo quan trụ. Tiêu dật rốt cục có thể tại lần này, xuất ra toàn lực của mình. Vũ Minh Sư, cũng là như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao phải xuất hiện khủng bố như vậy khí tức? Ta cảm giác sân quyết đấu tuyệt đối sẽ không chịu đựng lấy, nhanh để bọn hắn dừng lại, tuyệt đối không cách nào tiếp tục nữa. Ở khán đài bên trong, có xích gia lão giả, phi thường kinh hoảng mở miệng nói ra. Một loại kia tốc độ năng lượng đã siêu việt bán thần đỉnh phong. Mà lại, cái này một tòa sân quyết đấu, tự hồ cũng không thể thừa nhận loại năng lượng này, bắt đầu xuất hiện rạn nứt vết tích, lưu lại một đạo một đạo vết nứt. Không có việc gì, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Phong Thanh Dương nhàn nhạt mở miệng, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên phía dưới hai người trẻ tuổi. Mà lại bọn hắn làm hết thảy đều đã phù hợp trận này đấu võ đại hội quy tắc, dù là ngươi muốn để bọn hắn dừng lại, bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào nguyện ý những này người từ bên ngoài đến vật đều là trong mắt không có tôn quý gia hỏa nếu như nói các ngươi nhất định phải ngăn cản như vậy các ngươi liền nghĩ biện pháp đi thử xem bất quá khả năng vì thế sẽ phụ lên sinh mệnh ngay sau đó phong thanh dương bàn tay đặt ở bên hông trên chuôi đao đó là một cái khắc rõ xích chữ Z chuôi đao có phi thường rườm rà đường vân từng chút từng chút ở trong đó hiển hiện đến từ xích chi giới sơ đại trưởng thống giả thành lập xích gia người bội đao xích quỷ minh lịch đại truyền thừa giả tất cả đều lấy khống chế cây đao này lưỡi đao làm vinh, nhưng lại không ai có thể rút ra một cây đao này. Nhưng là, lại có thể để mà chấn nhiếp. Oanh! Cuồng bạo sát khí tựa như kinh đào hải lãng, trong nháy mắt cuồng bạo trùng kích. Ở đây những cái kia xích gia lão giả biến sắc, cuối cùng nhắm lại ngậm miệng lại. Cho dù là bọn họ đều là bây giờ xích gia thập đại đại diện trưởng khống giả một trong, nhưng là tất cả mọi người minh bạch một việc, chân chính đại diện trưởng khống giả chỉ có một người. Đó chính là Phong Thanh Dương. Chương 958, kiên quyết. Mưa Minh Sư, ta xem qua tư liệu của ngươi, nếu như nói là của ngươi đời trước đến cùng ta đối chiến lời nói, như vậy hiện tại ta chỉ có thể nhận thua, nhưng là nếu như nói là của ngươi nói còn chưa đủ tư cách. Tiêu giật nhàn nhạt mở miệng. Một khắc này, có vô hình phong bạo ở trong thiên địa xuất hiện. Giữa hai người, hiện tại đã ước định cẩn thận phải dùng một cái cừu hận bình thường tư thái đến giao đấu, bằng không mà nói phi thường dễ dàng có khả năng bị người khác nhìn ra bọn hắn nhận biết lẫn nhau. Mưa Minh Sư con ngươi co rụt lại, ngay sau đó trong ánh mắt lóe lên một tia kịch liệt sát khí. Nếu như nói không thử một lần lời nói, vậy ta sao có thể biết kết quả đây? Tiếng nói không có rơi xuống, hắn liền thân ảnh trong nháy mắt lóe lên một cái, không căn cứ biến mất tại đầy trời trong nước mưa, có một thanh trường đao màu xanh lam lướt qua không khí, lấy một cái phi thường xảo trá góc độ rơi vào tiêu giật vị trí. Tiêu giật trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, đồng thời tập trung quan mang khóa chặt tại một vị trí nào đó, trong tay quan luân tại một cái chớp mắt tựa như tia chớp bột phát mà ra, Phản phất là tại thời khắc này dự cảm được vị trí của đối phương, cùng đạo kia màu xanh động trường đao va chạm mang cùng một chỗ, hắn nhìn đối phương một cái kia ngưng trọng biểu lộ, khóe miệng lộ ra một cái trêu tức dáng tươi cười. cười. Liền ngươi dạng này đao pháp, còn có vận dụng thủ đoạn, chỉ sợ còn chưa đủ, năm đó thời điểm, sư phụ của ngươi thế nhưng là thua trong tay của ta rất nhiều lần, ta sớm đã đem các ngươi mưa minh sư nhất mạch đường lối mò được nhất thanh nhị sở, đao của ngươi, còn chưa có tư cách có thể đối với ta tạo thành tổn thương. posh Gogletac display dv gprac 16928546795040. Tiêu Dật cố ý làm ra một bộ tiếng nói khàn khàn bộ dáng, mà lại, hắn đang cố gắng chế tạo năm đó áo xanh kiếm thánh nhân vật thiết lập. Một khắc này, Tiêu Dật rút tay ra bên trong trường đao màu đen, có ánh sáng màu đen vòng, trong nháy mắt đẩy ra đối phương lưỡi đao, đồng thời đao trong tay lưỡi đao trực tiếp mặt hướng gương mặt của đối phương, đạo kia chói mắt ánh sáng màu đen vòng ở giữa không trung lưu lại một đạo vết tích màu đen sáng rõ đối phương ánh mắt chi xuất hiện một tia cảm giác đau đớn mưa minh sư cưỡng ép nhịn xuống loại cảm giác đau nhức kịch liệt kia bắt lấy lưỡi đau màu đen vết tích như chớp giật lại lần nữa nâng lên trong tay như là nước mưa bình thường mảnh khảnh trường đao, hiểm lại càng hiểm ngăn trở đối phương đạo kia hào quang màu đen oanh trong nháy mắt đó giữa không trung khu vực trong tạo thành một cổ gió cùng bạo bạo tiêu dật tự hồ cũng sớm đã biết trước đến động tác của hắn ngay sau đó tại trong mưa hướng về phía trước vẽ một chút đồng thời chân của hắn lập tức nâng lên rơi vào đối phương trên ngực phát ra một cái phi thường trầm muộn tiếng nổ lớn thân thể của đối phương lập tức bay ngược mà ra ở giữa không trung miễn cưỡng ổn định thân hình có chút gian nan quay trở về nguyên địa mưa minh sư dùng sức che bị quang mang chỗ đốt bị thương con mắt ho khan một tiếng hiếp mắt nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi đi tới tiêu giật đối phương tự hồ xác thực đối với mình chưa thức hiểu rõ vô cùng thậm chí có thể thông qua động tác của hắn dự phán đứng lên hắn có thể từ góc độ nào xuất thủ mà lại là dùng hữu hiệu nhất phương thức tiến hành phản kích phi thường hiển nhiên đối phương đã biết tình báo của hắn mà lại đây cũng là từng ấy năm tới nay như vậy truyền thừa này một mực từ từ rất lại phía sau nguyên nhân, dù sao con đường của bọn họ trên cơ bản một mực không có cái gì biến hóa quá lớn, sẽ bị những người khác dễ như trở bàn tay liền có thể mò thấy. Ngươi truyền thừa này hạng mức cao nhất, tại bị rèn đúc đi ra một khắc này, trên cơ bản liền đã đã chú định, nhưng là có thể đem mưa minh sư nhất mạch lực lượng phát huy bao nhiêu, kỳ thật vẫn là quyết định bởi ngươi bản thân mình, mặc dù nói rất nhiều người liền có thể thăm dò rõ ràng con đường của ngươi, nhưng là nếu như nói đổi lại đời trước lời nói, cũng chính là sư phụ của ngươi lời nói, chỉ sợ hiện tại ta sẽ chạy trối cơ hờ, kết, mà ngươi đối với loại truyền thừa này sử dụng vẫn còn có chút. Không đủ, đây chính là nhược điểm của ngươi. Bất luận cảnh giới cùng năng lượng cấp độ, đơn thuần vẹn vẹn chỉ là truyền thừa của ngươi ứng dụng, liền so sơ đại mưa minh sư, kém không biết bao nhiêu lần, có thể đạt tới một phần mười liền đã mười phần không tệ. Nếu như nói ngươi muốn thắng nổi ta, như vậy còn chưa đủ. Mưa minh sư hơi nhướng mày, nhìn chăm chú lên một cái kia chậm rãi đi tới thân ảnh. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương chỗ bạo phát đi ra cái kia khí thế kinh khủng, phải biết lúc trước thời điểm hắn cũng nhìn qua đối phương không ít chiến đấu, nhưng là cho tới nay không có cảm giác được đối phương triệt để bạo phát đi ra loại năng lượng này, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, bây giờ đối phương thậm chí còn không có hoàn toàn bộc phát ra toàn lực, nhưng là đã có thể cho hắn tạo thành cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh mẽ, liền như là một con quái vật bình thường. Nếu như nói nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn căn bản là không cách nào chiến thắng đối phương. Nhất là, tại trong trận chiến đấu này Phạm Vi Phi thường chật hẹp cho nên nói hắn căn bản là không có cách rời xa. Cho nên, cũng chỉ có thể sử dụng chính mình sáng tạo ra một chiêu kia. Vì trả nợ, hắn cũng sớm đã không đường thối lui. Một khắc này, mưa minh sư hít sâu một hơi, phản phất rơi xuống một loại nào đó quyết tâm bình thường, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Hắn dùng sức cắn nát đầu lưỡi của mình, đồng thời có huyết dịch bắt đầu chảy vào trong miệng của hắn, đối với mình trong tay đạo kia màu băng lam lưỡi đao, phun ra một nguồn máu tươi, đây là trong cơ thể hắn tinh huyết trong nháy mắt đó trong tay hắn đạo này màu băng lam trường đao lập tức hóa thành màu đỏ như máu, lộ ra phi thường quỷ dị, hắn nắm chặt chui đao trong tay, trong nháy mắt thay đổi lưỡi đao phương hướng, đem nó dùng sức cắm vào phía sau mình trong nước. Trong nháy mắt đó, phía sau hắn xuất hiện một đạo kinh khủng bóng người màu xanh lam, đồng thời xen lẫn một tia huyết sắc vô hình phong bạo, lấy hắn làm trung tâm hướng về chung quanh bắt đầu bộc phát. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy khó có thể tưởng tượng đường vân. Đồng thời, hắn ngay tại từng điểm từng điểm cùng sau lưng đạo kia kinh khủng thân ảnh hợp hai làm một đợi đến bóng người kia hoàn toàn biến mất trong nháy mắt hắn dùng sức đem trong tay lưỡi đao rút ra trong nước lập tức phát ra một đạo có chút kêu khẽ âm thanh hắn đầy đầu tóc dài màu băng lam lập tức biến thành tóc bạc cả người khí chất phát sinh một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất tóc trắng hắn đứng ở cái này một cái sân quyết đấu phía trên tay nắm lấy nhuộm máu tươi màu xanh đậm trường đao trong ánh mắt tràn đầy kịch liệt sát khí a à, tiêu giật nắm chặt trong tay trường đao màu đen không có ngăn cản hắn vừa rồi một loạt động tác mà là nhiều hứng thú mở miệng nói ra xem ra ngươi so sư phụ của ngươi trước đó thành tích cao hơn rất nhiều sư phụ của ngươi nhưng cho tới bây giờ không có tiến vào loại trạng thái này dù sao đây chính là mưa minh trạng thái nhưng là rất rõ ràng ngươi là tại cưỡng ép sử dụng ngươi liền không sợ loại trạng thái này tiêu hao sinh mệnh của ngươi sao không quan trọng chỉ cần ta muốn biện pháp có thể tấn thăng đến cấp bậc chủ thần như vậy ta liền có thể tiếp tục sống sót mà lại lúc đầu vũ trụ này còn dư lại sinh mệnh liền đã không nhiều lắm mà lại ngươi là một cái phi thường có ý tứ đối thủ có thể làm cho ta muốn biện pháp thắng được cuộc chiến đấu này, mà lại cũng cho ta một lần nữa tìm tới lúc còn trẻ không ngừng chiến đấu loại kia thoải mái lâm ly cảm giác, ngươi là một cái rất không tệ đối thủ. Rất hân hạnh được biết ngươi, sanh thần. Chương 959, sụp đổ chi vũ. Sau đó, xin nghiêm túc hưởng thụ mưa sụp đổ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền đem trong tay nhún máu màu lam lưỡi đao chậm rãi nâng lên, trong nháy mắt đó từ không trung bên trong không ngừng rơi xuống dọc mưa hội tụ đến cùng một chỗ, sâu chuỗi đến cùng một cái vị trí bên trong theo trong tay hắn đạo kia màu băng lam trường đao rơi xuống, hội tụ thành một đầu phi thường sắc bén nước mưa chi tuyến nhẹ nhàng hướng về phía trước thi triển. trong nháy mắt đó, tiêu giật con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân ảnh hướng về hậu phương nhanh chóng né tránh. nhưng là đạo này màu băng lam đường công tốc độ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt đó cánh tay của hắn hay là lập tức bị cắt chém. Oanh! đồng thời hắn nguyên bản đứng yên địa điểm có chiến đấu trận vỡ nát dấu hiệu xuất hiện, đồng thời vết cắt vô cùng bóng loáng, có thanh âm biết tai nhức óc quanh quẩn ở trong bầu trời phản phất lôi minh bình thường không ngừng rung động, một đao này trực tiếp sụp đổ gần phân nửa sân quyết đấu. Cùng lúc đó, tiêu giật trên tay trái nổi lên một cái phi thường dày đặc huyết thủy, hắn nửa cái bàn tay trực tiếp trong nháy mắt này bị đối phương đạo kia màu băng lam dây dài cho triển khai, có máu tươi trong nháy mắt phun tung tóe mà ra. Tiêu giật sắc mặt hơi đổi một chút, vừa định có hành động, nhưng là thân ảnh của đối phương ngay trong nháy mắt này trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn, mặt không thay đổi chém ra một đạo màu băng lam dây dài, cơ hồ không có chút gì do dự, liền đã từ trung ương đem tiêu giật chém thành hai nửa tại đem tiêu giật chém thành hai nửa đằng sau, còn lại nửa cái chiến đấu trận, tại thời khắc này cũng trực tiếp biến thành phế tích, hết thảy đều trở nên phi thường đen kịp đứng lên, có thanh âm điếc tai. Nhất ốc không ngừng ở chung quanh vang lên. Googletac.com.vush, Funtion Googletac, Display, DV, GP, Tac, Đồng thời đang chiến đấu trận chung quanh trong kháng đài, tất cả mọi người lập tức đứng dậy, đã vang lên đinh tai nhức ốc một chút bối rối âm. Nhưng là, Vũ Minh Sư sắc mặt bên trong nhưng không có bất kỳ vui sướng. Hắn phi thường rõ ràng một việc, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải dễ như trở bàn tay có thể giết cơ hờ kết tồn tại, hắn là một cái triệt đầu triệt để cường đại gia hỏa. Quả nhiên, vì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, có một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở hậu phương vị trí bên trong. Vừa rồi, đạo kia bị chém xuống thân ảnh, rõ ràng là một đạo huyễn ảnh. Tiêu giật trong ánh mắt lóe ra các loại đường vân, khóa chặt Vũ Minh Sư, khóe miệng nhếch lên một vòng dáng tươi cười. Phi thường không may mắn, ta nắm giữ lấy đặc thù chỗ xấu, cho nên nói vừa rồi thời điểm có thể trong lúc bất chợt sử dụng huyễn thuật, để cho ngươi đánh trúng vào ta huyễn thân, ngươi muốn giết cơ hờ, tết ta, kỳ thật phi thường khó, cho nên nói ngươi còn cần tiếp tục ủng hộ. Hiện tại, là thời điểm nên ta chân chính xuất thủ. Tại bàn bạc trong mưa to, thanh kia trường đao màu đen chậm rãi ra khỏi vỏ. Không giống với vừa rồi huyễn ảnh, hiện tại lần này là chân chính ra khỏi vỏ, lặng yên im ắng lại dựng dục năng lượng kinh khủng. Oanh, gió lốc lấy hắn làm trung tâm hướng chung quanh bắt đầu bộc phát mái tóc dài màu đen của hắn đón gió căng phòng lên một cái kia thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt lại vẻn vẹn nhìn chăm chú lên trong tay trường đao màu đen nương theo lấy trường đao màu đen chậm rãi ra khỏi vỏ có ngọn lửa màu đen ở trong đó thiêu đinh đồng thời có con quạ màu đen ở trong đó không ngừng bay múa mà ra một khắc này tiêu giật rút ra quan chi tối ám chi thái không hẳn là quan chi thái tại hắc ám lưỡi đao bên trong có quan minh đấy đường vân đột nhiên xuất hiện đem một thanh này trường đao màu đen từng điểm từng điểm chuyển hóa thành quang minh đấy hình thái. Đây mới là quan chi tối trước mắt mạnh nhất hình thái, cũng là lực sát thương, lớn nhất một cái hình thái. Một khắc này, tiêu giật nhẹ nhàng huy động một chút, nhưng là trên cơ bản đã dành thời gian trong cơ thể hắn tất cả năng lượng. Nhưng mà, nhưng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Vũ Minh Sư hơi nhướng mày, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nét mặt của hắn liền đã cứng ngắc lại một chút, tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn rốt cuộc minh bạch, đối phương đạo kia đương nhiên cũng không phải là không có phát sinh công kích, mà là tốc độ ánh sáng quá nhanh tất cả mọi người không có phát hiện. Ở chung quanh kháng đài tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc, có một đạo phi thường sắc bén quan chi lưỡi đao, đột nhiên xuyên thấu Vũ Minh sư ngực, nhiễm lấy phi thường sền sệt huyết dịch, xa xa chỉ hướng trong bầu trời khu vực. Ngay sau đó, lại lần nữa có đạo thứ hai xuyên thấu. Từ ngực vị trí xuyên thấu, đưa cánh tay đều đã cắt đứt. Nhưng là, ở trong đó nhưng lại có như là sợi tơ bình thường hắc ám nhanh chóng hướng về chung quanh nổi lên không cách nào che giấu trong đó năng lượng màu đen. Đó là, tựa như như vực sâu khủng bố năng lượng. Quang Minh đấy lưỡi đao, ngay tại một chút xíu, quét dọn trong đó hắc ám. Ngay sau đó, chính là đạo thứ ba. Đạo thứ mười. Mãi cho đến, đạo thứ mười hai. Mới rốt cục ngừng lại. Đồng thời có bén nhọn thanh âm không ngừng bộc phát, trong nháy mắt đã xuyên thấu trái tim của hắn, đại lượng huyết dịch không ngừng phát ra, cơ hồ đem hắn sau lưng một vùng khu vực triệt để bao trùm quan mang giao thoa mà thành sắc bén lưỡi kiếm văng khắp nơi triệt để bao phủ lại vũ minh sư thân thể đồng thời hoàn toàn xé rách vũ minh sư vẫn không có ngã xuống phi thường ngoan cường đứng ở nguyên địa đối với một nửa thần cường giả tối đỉnh mà nói đổi lại bất cứ người nào khả năng đều là trọng thương nhưng là đối với vũ minh sư mà nói bởi vì hắn hiện tại trạng thái đặc thù cho nên nói cũng không có đến tổn hại sinh mệnh trình độ vũ minh sư chậm rãi xuề bàn tay ra ngay sau đó đem quan chi lưỡi đao từng điểm từng điểm toàn bộ đều đã rút ra đồng thời có huyết dịch bắt đầu chảy xuôi, vết thương nhanh chóng bắt đầu khỏi hẳn. Nhìn, công kích của đối phương căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Dù sao, trong đó đại đa số ý tứ ở chỗ trị liệu. Tiêu giật lặng lẽ truyền âm mở miệng nói. Cảm giác mình thân thể tốt một chút sao? Có sao nói vậy có, cảm giác vô cùng hỏng bét. Vũ Minh Sư không cho phép dấu vết, cười khổ một cái. Thân thể, có vỡ nát thanh âm bộc phát. Nhưng là, tại hắn rút ra quan chi lưỡi đao đằng sau, nguyên bản năng lượng không trở ngại chút nào bộc phát. Trong chốc lát, khí thế kinh cũng chấn nhiếp chung quanh. Nguyên bản thời điểm, Vũ Minh sư cưỡng ép thôi động Vũ Minh trạng thái, trừ tại hao tổn sinh mệnh của mình bên ngoài, còn có một chút chính là hắn không ngừng đem năng lượng hắc ám rót vào trong cơ thể của mình, cho nên nói mới có thể cưỡng ép thúc dục loại trạng thái này. Mà bây giờ, Tiêu Dật đã đem loại này tai họa giải trừ hoàn toàn. Lúc sau này, Vũ Minh sư đem sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này. Tóm lại, phi thường cảm tạ ngươi. Vũ Minh Sư trong ánh mắt mang theo vẻ kích động, nhỏ giọng mở miệng nói. Nếu như nói có cơ hội, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi, đúng rồi, ta đã minh bạch thân phận của ngươi, ngươi không phải sanh thần đúng không? Ngươi họ tiêu. Khóe miệng của hắn bên trong, nhếch lên một vòng dáng tươi cười. Một khắc này, căn bản không có đợi đến tiêu giật kịp phản ứng, Vũ Minh Sư liền đã giải trừ Vũ Minh trạng thái, quay người rời đi cái này một cái sân quyết đấu. Vũ Minh Sư, ngươi muốn đi đâu? Ở khán đài bên trong, Xích Tiêu Vân bộc phát ra tiếng trống giận dữ. Thua mà thôi, đúng rồi, dựa theo ước định nói, một nửa phí tổn không có khả năng lui về, gặp lại. Một nửa phí tổn đã đầy đủ giải quyết vấn đề. Vũ Minh Sư cười nhạt một tiếng. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, hắn liền đã nhận được Hồng Nguyệt Cơ tình báo, tỷ như đối phương là Tiêu Dật loại tin tình báo này. Cho nên đây mới là Vũ Minh Sư muốn đánh trận này lý do. Đáng tiếc thất bại, nhưng là chung quy là tìm được một cái rất không tệ đối thủ. Chương 960, sụp đổ mây. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa xuất hiện một đạo phi thường khủng bố quang mang, đem mưa minh sư cuốn đi, triệt để rời đi cái này một tòa khu vực. Mà ở trong đây tất cả mọi người, vẹn vẹn chỉ có một chút tương đối cường đại lão giả mới có thể cảm giác được loại khí tức này. Trong đó, bao quát chủ vị Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương ánh mắt có chút nheo lại, ngay sau đó nhếch miệng lên. Xem ra, là đời trước mưa minh sư xuất thủ. Đời trước mưa minh sư, trên thực tế thực lực phi thường khủng bố, có thể nói là trong vũ trụ này đỉnh phong cấp độ tồn tại. Cho nên, tại hắn xuất thủ tình huống dưới, chỉ sợ không người dám tại truy cứu mưa minh sư. Thế là, tại loại này rút lui đằng sau, chiến đấu trận bên trong người thắng chỉ còn lại có một cái. Đó chính là, tiêu giật. Mà ở kháng đài, bên trên có một mảnh phi thường táo bạo khí tức. Tại dài dằng dặc chờ đợi trong thời gian, xích tiêu vân không ngừng vuốt vuốt trong tay hạt châu, cái trán có mồ hôi lạnh toát ra. Cuối cùng, Hắn vẫn là nhịn được mình muốn rời đi bước chân. Mãi cho đến trong nháy mắt kế tiếp, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tuổi trẻ một tên khách đến thăm tiếng vào, sắc mặt bên trong phi thường bình thản mở miệng nói ra. Thật sự là không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Google comjer posh phun tiôn. display dv gập Băng chó, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng đang làm cái gì? người kia cuối cùng không phải giống như như ngươi nói vậy có thể vì ta mang đến thắng lợi phải biết đã có người để cho ta nhường ra ta hiện tại trong tay nắm giữ quyền lợi cùng vị trí lúc trước đã nói xong sự tình cũng không phải dạng này ngươi bây giờ cách làm sẽ để cho ta vạn kiếp bất phục cũng bất quá là một số người muốn bỏ đá xuống giếng thôi đối với ngươi mà nói chẳng qua là một chút bụi bặm mà thôi không cần quá mức để ý chỉ cần bình tĩnh chờ đợi chờ đợi đây hết thảy sự tình triệt để chìm xuống liền đã đủ thế nhưng là bạch tiểu sương tiện hóa kia đâu Xích tiêu vân phi thường kịch liệt vỗ bàn, tức giận mở miệng nói ra. Ta thế nhưng là tự mình phái người đi uy hiếp bờ bạch tiểu xương, chẳng lẽ nói loại chuyện này, liền có thể dễ như trở bàn tay như vậy kết thúc sao? Chỉ sợ, trưởng lão viện người cũng sớm đã ở trên đường đi. Băng chó, ngươi có phương pháp gì không có thể làm cho ta tạm thời an bài một chút, để cho ta rời đi vòng xoáy này, đi một cái địa phương an toàn, ta ở nơi đó cũng có thể trợ giúp ngươi rất nhiều. Xích tiêu vân, an tĩnh một chút, còn không có hỏng bét đến loại trình độ này băng chó trong ánh mắt mang theo một tia bình thản đồng thời lên giọng đem hắn lời nói đánh gãy ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên liền tựa như lưỡi dao bình thường làm cho đối phương ánh mắt lập tức trở nên đột nhiên héo rút đứng lên xin ngươi yên tâm ngươi lần này nhất định sẽ an toàn vượt qua trong khoảng thời gian này bọn hắn sẽ không đối với ngươi làm cái gì người trẻ tuổi kia cũng sẽ không nếu như nói nhất định phải nói lý do nói đó chính là ngươi người như vậy không có lấy tác dụng quá lớn nếu như là gặp được sự tình gì ngươi trực tiếp đầu hàng là có thể từ bỏ hiện tại trong tay vị trí cùng quyền lực, cầm ngươi chỗ chỉ có những tài phú kia đi tìm một chỗ tránh đầu gió, sẽ không có người cảm thấy ngươi sẽ đối. Với bọn hắn tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp Ta thế nhưng là ca ca của ngươi, ngươi chẳng lẽ nói sẽ không cứu ta sao? Rất xin lỗi, tại nhiều năm trước đó, phụ thân vì thu hoạch được quyền lợi gọi ta nhường lại thời điểm, ta liền đã sẽ không lại bảo ngươi một tiếng ca ca. Xích Tiêu Vân lập tức trở nên phẫn nộ, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt mình đệ đệ, cuối cùng không tiếp tục tiếp tục nổi giận xuống dưới đồng thời, thanh âm trở nên phi thường nhu hòa đứng lên. Đệ đệ, ngươi chẳng lẽ nói thật muốn đối với ta thấy cơ hờ kết mà không cứu sao? Thật có lỗi, ta còn có rất nhiều chuyện, như vậy cáo từ. Băng chó chậm rãi đứng dậy rời đi, mở miệng nói đừng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ngươi không có bất cứ chuyện gì liền xem như là ta đối với ngươi sau cùng nhân từ đi. Một khắc này, cửa phòng chậm rãi kéo ra, ngay sau đó lại lần nữa nhắm lại. Xích tiêu vân nghe được đóng cửa thanh âm, lập tức đem trong tay chén trà ném tới trên mặt đất trong miệng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ ta nhất định phải làm cho các ngươi tất cả mọi người vì ta trả giá đắt đang không ngừng phẫn nộ đằng sau hắn rút cục bình tĩnh lại hạ quyết tâm muốn rời khỏi vòng xoáy này tại đã mất đi quyền lực cùng đã mất đi người ứng cử tư cách đằng sau hiện tại đỏ chi phủ đối với xích tiêu vân mà nói đơn giản chính là một cái đầm rồng hang hổ không cách nào lại dạng này tiếp tục tiếp tục chờ đợi liền ngay cả mình đã từng đệ đệ đều đối với mình từ bỏ mà lại ở trong lòng hắn cho tới bây giờ đều không có kỳ vọng qua chính mình những cái kia mọi người trong nhà có thể đối. Với hắn dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Một lát sau, xích tiêu vân bước chân phi thường vội vàng rời đi. Ngay sau đó, có một cái xe ngựa lặng yên không tiếng động rời đi cửa sau vị trí, biến mất tại bóng đêm tăm tối bên trong. Chúng ta tạm thời giấu ở biên cảnh khu vực, không nên rời đi tòa thế giới này, thông qua biên giới tuyến tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Xích tiêu vân đối với xa phu phân phó nói. May mắn lúc trước hắn thời điểm tại địa phương khác còn bồi dưỡng qua không ít thủ hạ, một mực lưu tại biên cảnh khu vực trong, chờ đợi hắn đến, bằng không mà nói, lần này không biết muốn luân lạc tới loại trình độ gì, bây giờ gia tộc này hắn đã không tiếp tục chờ được nữa, hắn thậm chí không còn nguyện ý đợi tại thế giới này, bất quá hắn nhất định phải đợi đến đầu ngọn gió này đi qua đằng sau, hắn có thể đủ thông qua trạm trung chuyển rời đi tòa thế giới này, thay hình đổi dạng, ngay sau đó. Hắn đem trở lại chính mình vì chính mình lưu lại cái kia một mảnh cơ nghiệp bên trong, lại bắt đầu lại từ đầu kế hoạch của mình ngay tại hắn không ngừng kế hoạch một khắc này, trong lúc bất chợt tốc độ xe thả chậm. Xích tiêu vân trong lúc bất chợt mở hai mắt ra, nghi ngờ mở miệng nói ra. Chuyện gì phát sinh? Sa phu có chút mờ mịt mở miệng nói ra. Phía trước tự hồ ra một chút vấn đề, con đường đã bị phong tỏa. Phốt. Ngay sau đó, máu tươi phát ra, sa phu đã đầu một nơi thân một nẻo. Xích tiêu vân lập tức thét chói tai vang lên mở miệng, nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài. Tại cửa sổ xe ngoại bộ khu vực có bóng đêm thâm thúy, trong đó thiêu đốt lên hỏa diễm quang mang, tại hỏa diễm quang mang bên ngoài, có phi thường khô giáp dày cụm nặng nề, trong tay cầm thon dài lưỡi đao, đồng thời hắn đối với xích tiêu vân, từng bước một đi tới, trong nháy mắt đó trong tay có lưỡi đao, bắt đầu thiêu đốt lên hỏa diễm, sát na liền đem đem xe xé rách thành hai nửa. Đồng thời, cái kia một đôi trong con mắt tự hồ lóe ra quỷ dị quan trạch. Hắn từng bước từng bước hướng về phía trước, hướng về sụi lơ xích tiêu vân đi tới, tại mặt nạ của hắn phía dưới tràn đầy hỏa diễm quang mang. Rốt cục, chậm rãi mở ra mặt nạ của mình, mặt nạ kia phía dưới lộ ra một cái quen thuộc lại khuôn mặt lạnh như băng không có khả năng làm sao có thể là ngươi một khắc này xích tiêu vân sắc mặt bên trong mang theo một tia hoảng sợ chỉ vào gương mặt của đối phương rít gào lên thanh âm không nên nha dựa theo tình huống tới nói lời nói hẳn là hắn mới đối oanh một khắc này hỏa diễm đột nhiên phát ra tựa như hỏa long bình thường quét sạch xích tiêu vân thân thể tại kinh khủng trong ngọn lửa xích tiêu vân đã mất đi sinh tức đây chính là xích tiêu vân sau cùng một màn